Ui các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Ôi không, đây là một tên Scorbunny Toilet mới. Ui, tên này chính là tên Scorbunny Toilet phù thủy các bạn ơi. Ui, hắn có phép thuật đấy. Ui các bạn ơi, và bên cạnh hắn là mấy cái tên Scorbunny Toilet hình cái quạt các bạn ơi, đầu của chúng ta quay kìa. Ôi không các bạn ơi, để nhân BB lên từ đấy xem nào các bạn nhá. Ui, tại sao lại có tên Scorbunny Toilet phù thủy ở đây? Ui các bạn nhìn này. Ui hắn ngầu chưa các bạn ơi. Wow, còn mấy cái tên cái quạt đến đây này các bạn này. Ui các bạn ơi, không biết tên phù thủy này có phép thuật gì đây các bạn ơi. À được rồi các bạn đừng lo, hôm nay ấy, chỉ có một tên Scorbunny Toilet phù thủy và hai tên Scorbunny Toilet cái quạt này thôi các bạn ạ. À mấy tên này để nhân BB xử nó cho các bạn nha. Ai tưởng gì khó khăn chứ, bây giờ nhân lôi mấy cái siêu cấp vũ khí mạnh nhất của mình ra thì mấy tên này tuổi gì đúng không anh em ơi. Đâu rồi, để mình tiêu diệt luôn nha. Đấy, chúng tên nữa tấn công bùm. Wow, bắn một cái nó bay ra luôn ha. Tưởng hắn thế nào các bạn ơi, hắn cũng bình thường thôi. Ui mấy tên này tấn công bên này. À chết rồi, hết đạn rồi. Kêu 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 kêu. À ui cái gì đây các bạn ơi, tấn công mấy tên này ra tấn công. Ui các bạn ơi, thấy pháp sư phù thủy này này. Ui what the ơi. Ôi các bạn ơi, ui hắn biến mình thành con gà luôn các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ui trời ơi, tên này có phép thuật thì các bạn ạ. Hắn có thể, ui hắn biến mình thành con gà này. À trời ơi, cứu nhân. Ui các bạn ơi, what the ui các bạn ơi. Ui trời ơi, mình trốn dưới nước nó cũng biến mình thành con gà luôn. Ôi không, tên này mạnh quá các bạn ơi. Ui hai tên chóc chóc kia thì cũng bình thường thôi. Ui trời ơi, ui trời ơi, ui ui dây bác sư này. Ui các bạn ơi, wow trời ơi, kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. Tên này có sức mạnh ghê gớm quá các bạn ơi. Ôi không, ui các bạn ơi, ui trời ơi mình sợ quá các bạn ơi. Tên kia hắn vừa biến mình thành con gà xong, hắn kia kìa. Ôi không các bạn ơi, bây giờ chắc nên Mimi phải cần tìm người giúp đỡ thôi, chứ tên này mạnh quá các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ghê. Ui tên Scorbunny Toilet phù thủy kia, Mimi bình tĩnh đã nha. Mi cạnh nhà nhân Mimi, mình muốn có một mình thôi. Bọn mi có 3 người, bọn mi đấu với ta đúng không? Bây giờ mi hãy chờ ta đi gọi người cứu viện đến nha. Xem nào, bọn ta có đánh bại được mi không? Ui các bạn ơi, bây giờ mình mới lên tòa nhà trên đây thôi các bạn ạ. À, đi thôi các bạn ơi. Ui không biết trên đây có ai có thể giúp đỡ được mình không? À đây rồi các bạn ơi, ở đây có 3 chiến binh khổng lồ. Yeah, may quá các bạn ơi, may quá có 3 chiến binh khổng lồ ở đây. Trời ơi, người đầu loa Spiderman ơi, ở dưới kia có một tên Scorbunny Toilet mới, tên này mạnh cực kỳ luôn. Hắn vừa biến thân BB thành một con gà cùi bắp luôn đấy. Hắn có sức mạnh phép thuật đấy. Các chiến binh phải cẩn thận đấy nha. Người đầu loa nha, người đầu máy chiếu và cameraman ạ. Ôi không, được rồi, bây giờ nhân BB sẽ đưa các anh xuống nha để chiến đấu nha. Được rồi các bạn chờ mình tí nhá, mình đang phải đưa các chiến binh xuống đây các bạn ơi. Ui trời ơi, cái tên Scorbunny Toilet kia nó mạnh quá. Anh camera ơi, đi nhanh lên nào, đi nhanh, chúng ta sẽ xuống chiến đấu đánh bại tên Scorbunny Toilet kia thôi. Rồi ok, tiếp tục này. Đây, còn anh người đầu máy chiếu này nữa. Đi xuống thôi nào. Let's go, đi thôi. Đây các bạn ơi, yeah. Rất may là có 3 chiến binh khổng lồ ở đây để giúp đỡ nhân BB các bạn ơi. Đấy, hy vọng là các anh có thể đánh bại tên Scorbunny Toilet kia. Đây này, hắn đây này, đấy. Hắn cùng với mấy cái tên cánh quạt này nữa các bạn ơi. Đấy, à, các bạn thấy chưa? Mấy cái tên Scorbunny Toilet đầu cánh quạt này cũng ghê đấy. Được rồi, mi giỏi mi đứng vào đây. Ok, tên Scorbunny Toilet phù thủy kia, hôm nay chúng ta có 3 chiến binh cực kỳ mạnh luôn. Mi sẽ không thể đánh bại được chúng ta đâu. Mi cạnh mi có phép thuật á. Ui các bạn ơi, nhìn kỹ nha các bạn nha. Đây này, trên tay hắn cầm một cái đuôi phép thuật thế này, mạnh cực kỳ luôn. Với lại trên đây nữa là, ui các bạn nhìn này, đằng sau hắn này có một cái gì này, có một cái bàn tay, nhưng mà trên tay đấy nè đưa được một quả cầu phép thuật đấy các bạn ạ. À, hắn là tên phù thủy mà hắn đội mũ đấy các bạn ạ. Ui ghê, may quá. 3 chiến binh ơi, hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu đánh bại hắn nha các bạn ơi. Bây giờ là lúc rất là quan trọng đây này, các bạn đang xem cái video này của nhân BB, các bạn hãy ấn like nha
và ấn đăng ký kênh nha các bạn nha, để giúp bọn mình có thể giành được chiến thắng các bạn nha. Nếu bạn nào đang xem ý mà không like ý là bọn mình thua đấy các bạn ơi, là các chiến binh của bọn mình không đánh lại đâu. Các bạn ấn like là bọn mình có sức mạnh hơn đấy các bạn ạ. Và các bạn ơi, nếu các bạn thích chúng mình giành chiến thắng ý, người đầu máy chiếu này, người đầu cameraman này và người đầu noa giành chiến thắng thì các bạn hãy bình luận số 1 nha các bạn nha. Còn nếu các bạn muốn tên Scooby đi toilet và pháp sư kia giành chiến thắng ấy thì các bạn hãy bình luận số 2 nha các bạn nha. Hy vọng bọn mình sẽ đánh bại được bọn chúng. Anh em ơi, cố lên nha, cố lên nha. Mọi người ơi, ấn like, ấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và bình luận nha các bạn nha. Ok ok. Được rồi, các bạn hãy xem trận chiến này của bọn mình đây. Hy vọng là bọn mình sẽ đánh bại được tên Scooby đi toilet này các bạn ơi. Nào nào nào. Mình bình luận số 1 các bạn ạ. Mình chọn về đội người đầu loa các bạn nha. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem trận chiến này nha các bạn nha. Nào, 1 2 3 tấn công anh em. Ui các bạn ơi, wow, ôi không, ui tên phù thủy này có sức mạnh ghê gớm quá. Hắn trốn đây đi ra ngoài, có còn giỏi đi ra ngoài đây. Ui, người đầu camera em đầu bên này mấy cái tên Scooby đi cái quạt này này, tiêu diệt nó đi. Đây tên này tuổi gì, ui bị đánh bay rồi. Ui không, ôi các bạn ơi, tên phù thủy này hắn đang sử dụng phép thuật đấy. Anh em mau tấn công tên này đi, ra đây tên phù thủy này, đi ra đây. Ui các bạn ơi, ui các bạn ơi, hắn mạnh quá, hắn mạnh quá các bạn ơi. Ui, hắn biến người camera thành một con gà rồi. À, trời ơi, ghê. Thấy không, đánh bại nó đi. Ui không các bạn ơi, what the, này sức mạnh phép thuật của hắn này. Ui rồi ôi, ghê. Tên này mạnh quá các bạn ơi. Ui rồi ôi, chết rồi. Nhấn BB để chạy thôi các bạn ơi. Nhân viên phải đi tìm cứu viện thôi. Không có tên này mạnh lắm. Ôi này ơi, hắn này biến mình như con gà rồi. Ui giời ơi, ui giời ơi, chết rồi. Trốn. Ui trốn đi. Trốn đi. Ui các bạn ơi, tên pháp sư này mạnh thật sự luôn. Ôi không, bây giờ nhân viên phải vào trong hầm nhà mình để tìm người giúp đỡ các bạn ơi. Tên này mạnh quá. Ôi không, không biết là các chiến binh khác có thể đánh bại được hắn không. Được rồi, đi thôi các bạn ơi. Đi các bạn ơi, đi xuống hầm cùng nhân BB nào. Ôi không, các bạn ơi, có ai giúp được mình không? Ui các bạn ơi, có một đội quân các bạn ạ. À, có một đội quân camera. Ui các bạn ơi, có cả ông tiến sĩ ở đây nữa này các bạn ơi. Ui, ông tiến sĩ ơi, con Scooby đi toilet ở đây nó mạnh lắm đấy ông ơi. Có tên Scooby đi toilet phù thủy mạnh lắm. Ông tiến sĩ, có cách nào có thể giúp nhân BB đánh bại bọn chúng không? Người đầu TV ơi, người đầu camera và người đầu loa ơi. Ui các anh ơi, bây giờ các anh sẽ hãy cùng nhân BB lên trên kia chiến đấu nha, để đánh bại bọn Scooby đi toilet nha. Có một tên thôi nhưng mà nó mạnh cực kỳ luôn. Được rồi, ông tiến sĩ ơi, ông cứ ở đây nha, để nhân BB đưa các chiến binh lên trên kia để đấu nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, mọi người ơi, ai đã chưa ấn like thì ấn like ủng hộ bọn mình nha các bạn nha. Ấn like đăng ký kênh nha. Bây giờ mình sẽ đưa tất cả chiến binh lên trên kia để chiến đấu với tên Scooby đi toilet các bạn ạ. Đi thôi các anh ơi, đi theo nhân BB nào, let's go. Ok các bạn ơi, nhân BB đã đưa được các chiến binh lên trên đây rồi các bạn ơi. Hy vọng là chiến binh với vũ khí của mình có thể đánh bại tên Scooby đi toilet phù thủy kia. Ôi không, mọi người ơi, nhân BB đúng không, đã bảo các bạn rồi. Nếu bạn nào chưa ấn like thì các bạn ấn like và ấn đăng ký kênh nha các bạn nha. Nhấn cả vào chuông thông báo nữa. Và các bạn phải bình luận cả số 1 nữa các bạn nè, để cho đội quân của chúng mình có thể giành chiến thắng. Các bạn có muốn đội quân chúng mình giành chiến thắng không? Đấy, mọi người ấn like, đăng ký kênh hết nha. Tất cả các bạn đang xem luôn. Đây kìa, còn hôm nay thì gặp cái tên Scooby đi toilet phù thủy kia. Hắn thực sự là một con quái vật. Hắn có phép thuật thực sự đấy các bạn ạ. À, hắn biến mình thành con gà cơ mà. Ghê thật sự luôn. Ok các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến này xem nào. Không biết đội quân của bọn mình có thể giành được chiến thắng hay không nha. Mọi người ơi, nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và bình luận cho nhân BB nha các bạn nha. Giúp bọn mình giành chiến thắng. Ok tất cả anh em, người đầu TV, người đầu loa và người đầu camera, các bạn hãy dùng vũ khí của mình đánh bại tên Scooby đi toilet kia nha anh em nha. Được rồi, nhân BB sẽ đứng ở đây ủng hộ các bạn luôn. Ok ok. Được rồi các bạn nha, chúng ta cùng nhau xem trận chiến thế nào. Tấn công. Anh em tấn công nào. Tấn công nào. Wow. Ui các bạn ơi. Ui các bạn ơi, hắn đã bị tiêu diệt rồi. Yeah, các bạn thấy chưa? Wow các bạn ơi, may quá. Nhưng mà mình cũng có một người đầu camera bị tiêu diệt các bạn ơi. Ok các bạn ơi, yeah. Bây giờ không còn tên Scooby đi toilet nào có thể làm hại được chúng mình nữa các bạn ơi. Mình có thể tha hồ nhảy xuống đây chơi tắm biển luôn các bạn ạ. Trời ơi các bạn ơi,
What the? Chưa hết giờ comedy toilet nữa. Ở dưới đây còn 3 tên nữa. Ôi không. What? Trời ơi. Ui bọn chúng còn ở dưới đây này. Why? Why? Thì ra một tên bị tiêu diệt, nhưng mà vẫn còn nhiều tên nữa các bạn ơi. Ui trời ơi, ghê ghê. Tại sao bọn chúng lại trốn ở dưới đây vậy các bạn ơi? À, Tommy giỏi lắm đấy. Ui, ui, ui các bạn ơi, hắn đi lên rồi. Ui, hắn đi lên rồi. Người đồng lo cái camera ơi, tấn công hắn đi. Ui, ui các bạn ơi. Anh ơi, canh ơi, mọi người ơi. Anh chưa ở nay nha các bạn nha. Ui, ui, bọn mình vừa phát hiện có một tên. Có một tên này ở bên dưới kia các bạn à. Ôi không, anh em đứng ở đây nha, để nhân BB lên, để nhân BB lên. Chắc nào, ui các bạn thấy chưa, bọn này sống dai lắm. À, để rồi thì ra bọn chúng cũng sợ đội quân của mình. Bọn chúng trốn ở dưới nước đây các bạn ơi. Để nhân BB đưa bọn chúng lên nha. Đây, các mi lên trên đây đây. Lên trên đây đây, lên trên đây đi. Bọn ta sẽ tiêu diệt con mi. Tấn công anh em, tấn công nó đi. Tấn công nó đi, tấn công, tấn công, tấn công. Người đầu camera ai? Tấn công, tấn công, tấn công. À kìa kìa, ui hắn chạy nhanh đấy. Kìa kìa, đấy là hắn đây này. Ui, hắn biến lại một người, ui. Wow, hắn di chuyển nhanh quá các bạn ơi. Ui không, 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 kìa rồi. Ui, 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 đây này, hắn ở dưới này. Người đầu ngoái mà tấn công hắn đi, đây này. Tấn công, anh em tấn công nó đi. Ui, hắn trốn ở dưới đất kìa. Ui các bạn ơi, ui hắn biến mọi người thành con gà rồi. Ui, ui, tên này chạy nhanh đấy. Ui, tên này mạnh hơn các bạn ơi. Wow, tên này hắn có thể chạy được. Ui, ui, các bạn ơi, mày ui đây rồi. Ui, hắn chạy nhanh quá. Ui, người đeo camera phải cẩn thận nha anh em nha. Kìa kìa, hắn kia kìa. Ui, kìa kìa, các bạn thấy chưa. Đấy, hắn biến mất nhanh thật sự luôn. Nhưng lần này thì hắn đã bị tiêu đời thật rồi. Yeah, các bạn ơi. Ui, may quá, cuối cùng thì chúng ta lại chiến thắng thêm một lần nữa rồi. Nhân Mimi cảm ơn các bạn đến nay và đăng ký kênh nha các bạn nha. Wow, tuyệt vời quá. Hôm nay chúng ta đã đánh bại được tên Scurvy Toilet Phù Thủy rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của Nhân Mimi. Cảm ơn các bạn đến nay và đăng ký kênh. Và bây giờ chắc có lẽ là mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông thông báo đấy, vì Nhân Mimi có rất nhiều video mới và hay luôn. Khi các bạn nhấn chuông thông báo, các bạn có thể xem được ngay các bạn nha. Khi mình đăng một cái, các bạn có thể xem được luôn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của bọn mình nha. Yeah, thắng rồi các anh ơi.